xong sạch là mình mà sập vào đầu ra nó sẽ chưa đau. Bẻ một chút ra này, bẻ hơi bẻ một chút ra để còn mình còn chỗ để mình cài ghim nhé. Gài theo đúng màu của nó nhé. Bông hoa đất nào nhiều thì để phụ kiện nhiều, mà đất nào ít để phụ kiện ít. Ok không ạ? Lấy ghim. Lấy ghim này, hơi nghiêng một chút nhé. Gài vào. Lại phụ kiện vào. Em có thể em lấy đuôi lược em đẩy. Nếu mà nó chặt quá thì em lấy đuôi lược em đẩy nó vào. Còn nếu mà nó hở ra nhiều như thế này thì mình không cần, mình lấy ngón tay mình đẩy vào được. Hất lên này, ngược lại phải làm hai cái nó mới chặt, làm một cái nó sẽ